Dạ, thưa tôi xin tiếp tục. Pháp đã làm gì để thay đổi nền giáo dục của chúng ta? Phải nói rằng quyết tâm của Pháp là rất lớn và chiến lược của Pháp cũng rất đáng phải suy nghĩ. Nó muốn thay đổi nhận thức, tình cảm và cách suy nghĩ của người Việt thì trước hết phải thay đổi nền giáo dục. Và phải nói một cách cho nó công bằng rằng tính chuyên nghiệp của người Pháp trong hoạt động này rất cao. Tôi rất nể trọng cái tính chuyên nghiệp này. Vì sao vậy? Không có gì khó bằng việc thay đổi một nền giáo dục. Mà đây là thay đổi hoàn toàn từ mục đích đào tạo, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, người tham gia đào tạo, người quản lý đào tạo, cho đến cả văn tự sử dụng, tất tất đều thay đổi. Nhưng người Pháp làm rất nhanh, nhanh đến mức kinh ngạc. Và trong số đó, không có ai là giáo sư tiến sĩ trực tiếp làm. Không. Họ giỏi chứ. Ta có quá nhiều giáo sư tiến sĩ để tham gia mỗi một cái việc là cải cách giáo dục, mà càng cải cách thì càng rối. Lạ thiệt kìa. Họ làm rất chuyên nghiệp và chúng ta phải học họ. Hãy học điều hay, cho dấu điều hay ấy đến từ bất cứ địa chỉ nào. Đôi khi một cái thói quen trịch thượng vô lối khiến cho chúng ta quên mất rằng ở đời đi học là cực khó. Trước đây Tăng Ni Sinh khóa 5 có đề nghị tôi viết một bài trong kỷ yếu của họ. Tôi có viết rằng ở đời có hai việc khó nhất là đi học và đi tu. Cả hai việc đó đều gắn liền với Tăng Ni Sinh là tu học. Đừng tưởng đi tu mà dễ. Tôi phải nói một cách cho nó nghiêm túc rằng tôi không đi tu là phải. Ưa quỷ quá mà. Chỗ nào không quỷ được. Mà đi học thì có được học một cách đàng hoàng đâu. Tôi thua kém người ta ở chỗ là không được học một cách đàng hoàng. Cho đến giờ này, thấy tôi đi dạy ở nước ngoài, dùng tiếng nước ngoài để dạy cho người nước ngoài, họ tưởng ra là tôi chắc phải học ghê gớm lắm. Kỳ thực ra tôi chưa bao giờ được ngồi vào bàn để học ngoại ngữ. Chưa. Chưa có một giây nào chính thức được ngồi vào bàn có thầy dạy. Chỉ có lâu lâu, hồi nhỏ bé xíu, thì ông bố dẫn ra, vừa đi vừa chỉ cho mấy cái. Sau đó rồi có ông bạn của ông bố là một vị tiến sĩ, cũng chỉ cho mấy chiêu. Chủ yếu là tự học. Có thế thôi. Bố tôi dạy ít, nhưng đòi hỏi thì cao và nghiêm túc. Có lần tôi đi với cả bố cả mẹ, tôi gọi là cậu mẹ. Đang đi ngoài đường, bố tôi bắt ngồi xuống đường viết. Mẹ thấy hoảng hồn bảo, con nó còn nhỏ mà không mang theo sách vở gì. Làm sao mà có thể trả bài được? Bố tôi hỏi, thế con đã học chưa? Bà học rồi. Bố tôi nói rằng học rồi thì chữ ở trong đầu chứ đâu còn trong sách nữa mà phải mở sách ra. Chế đã hỏi đến nơi đến chốn. Và bắt tôi phải có một cái thói quen là bỏ sách vở. Chỉ đọc một lần thôi, buộc mình phải nhớ. Đòi hỏi ghê gớm lắm. Nhưng bảo đi học thì tôi dở lắm. Thua hết thiên hạ. Thấy tôi làm nhạc, rồi tôi còn ký âm nhạc. Thậm chí là ký âm dân ca đọc trong quyển Tiến trình văn hóa Việt Nam. Thì có một số bài dân ca là do nhạc sĩ Lưu Nhật Vũ tặng. Còn nữa là tôi ký âm.
tốt nghiệp nhạc viện ra, chưa ký âm dân ca được đâu, mới ký âm tân nhạc thôi, thì dân ca là khó lắm. Họ tưởng tôi học nhạc cẩn thận, ủa có đâu, chẳng bao giờ tôi được học nhạc cả. Thấy tôi ngồi chơi piano, mọi người tưởng chắc ông này trong nhạc viện đã không, tôi hoàn toàn được cái ngày nào trơn ấy. Thấy cái đàn piano lúc đầu tôi còn tưởng là cái tủ gì nó bẩn quá, tôi lại thấy lau lau rồi nó kêu làm tôi giật giật mình ở lên. Thế rồi là có cái ông thầy giảng, tức là cái ông ở trong Thiên Chúa đó, ông bảo rằng nếu mà bây giờ dân di cư hết rồi đó, năm 1954, con có muốn học thì tới đây ta dạy cho. Tôi bảo dạ cảm ơn, tới ông dạy, mà ông càng dạy tôi càng biết. Thế thì ông này dạy hay ở chỗ là càng dạy càng không biết. Thế tôi bảo rằng thôi thầy có thương con để cho con được vừa chăm sóc cái đàn vừa tự học. Thế là tôi lần mò may sao cái tai thẩm âm tốt. Thế là tôi chia chơi piano bằng cách là tự học đấy. Tôi có được ngàn học nhạc ngày nào đâu. Không có rồi. Không được học. Cho nên tôi kính trọng những người học. Và rõ ràng những người học xong rồi bằng cấp nào không quan trọng. Mà tính chuyên nghiệp của họ, cái trình độ hiểu biết của họ, cái đó mới là cái lớn nhất. Thế thì người Pháp sang đây đó, họ thay cả một nền giáo dục. Mà có ai là giáo sư tiến sĩ đâu à giờ ơi. Không có ai cả. Mà cái số còn lại cũng chỉ có mấy người. Mà sao làm hay thế? Cho nên hãy học cái hay. Cho dẫu cái hay đến từ bất cứ địa chỉ nào. Mà tôi nói lại, một cái thói quen vỗ ngực trịch thượng khiến cho người ta mất đi cái kiến thức. Phải học cái hay. Đưa khi học từ đứa con nít. Dạ thưa tôi, như thế này mà tôi bắt đầu học từ mấy đứa con nít, vui lắm. Đưa khi học từ những cái chuyện rất là ngớ ngẩn. Có lần nhà văn hóa thiếu nhi mời tôi tới nói chuyện. Ủa tôi hoảng quá, tôi bảo thôi thôi tha cho bác đi con ơi. Bác không tới được vì bác cả đời có dạy cái phổ thông bao giờ đâu. Và không, bác không phải nói gì cả. Bác chỉ tới thôi, tới để cho các cháu nó hỏi. À và tôi thấy được, à thế thì được, để cho bác tới. Ôi thiếu niên đông lắm, nhà văn hóa thiếu nhi mà, đông lắm. Mà nó rất là mạnh dạn, trẻ bây giờ mạnh dạn. Một đứa gái, ông cho con hỏi, được rồi, con nói đi. Ông ơi, ai cũng nói bà Trưng cưỡi voi ra trận, mà con voi thì to, bà Trưng nhỏ, làm sao bà Trưng trời trèo lên con voi được. À, hay. Một cậu con trai bảo ông để con trả lời. À thế nó trả lời. Con nghĩ rằng bà Trưng cũng giống như ba con ở nhà. Bóng đèn ở trên cao muốn rửa phải bắc thang. Bà Trưng phải bắc thang trèo lên con voi. Thế là mấy đứa cười. Vui lắm, có vẻ đồng ý. Đứa gái bảo, ông, con hỏi tiếp. À cái gì? Con không đồng ý. Bà Trưng trèo lên voi rồi đi chiến đấu chẳng nhẽ thì kéo cái voi, kéo cái thang theo con voi à? Đến khi muốn xuống thì làm sao? Cậu con trai bảo, ông, để con trả lời, không cần mang thang. Bà Trưng cho con voi chạy lại chỗ cái cây rồi ôm cái cây tuột xuống. Đứa con gái bảo, ông, để con nói. À cái gì? Con không đồng ý. Ở sao? Bà Trưng mặc váy không thể tuột như thế được. Hay thiệt, đúng là một nhà váy học nó có khác. Nó hiểu mặc váy nó như thế nào. Mà hồi đó là cái thời kỳ only váy. À, thôi các thầy xin lỗi các thầy. Only váy mà kiểu nó tuột xuống thế này thì nguy hiểm lắm. Cũng phải giữ ý trời đất ấy. Rất là hay. Nội chuyện hai bà Trưng là thấy hay rồi. Một đứa giơ tay, ông, hỏi cái gì? Con ghét Phù Đổng Thiên Vương. Hỏi sao con ghét? Nói rằng Phù Đổng Thiên Vương giỏi thế, tại sao đánh trăng xong giặc Ân rồi bay lên trời làm gì? Ở lại có phải đời như dân được nhờ không? Giống y như lớp con, mấy đứa giỏi không chịu làm lớp trưởng, để mấy đứa dở làm điều lớp con mất điểm thi đua. Hay, tức là những cái nhận thức rất cụ thể và so sánh rất cụ thể. Tôi học từ những cái chuyện rất nhỏ, hóa ra trẻ nó dạy cho mình. Trẻ dạy cho mình chưa? Đừng bao giờ vỗ ngực tưởng mình hay. Không có đâu. Cuộc đời nó lạ lắm. Cho nên ý,
là tôi trở lại, người Pháp tới đây chỉ có một nhúng nhỏ người, không có học hàm học vị gì đáng kể, vậy mà làm tốt. Bắt đầu là bỏ hẳn cái chữ Hán, cái chữ Hán và chữ Nôm, bỏ luôn cả cái chữ viết theo mẫu tự Latin, thay vào đó là bằng chữ Pháp. Mà người Pháp được mấy người thấy? Ít vậy đó. Mà tại sao họ làm được? Khác nhau là ở chỗ này. Tại sao ít người mà làm được, mà làm tốt? Họ dạy như thế nào? Học trò chỉ học như bây giờ là gần hết cái phổ thông trung học cơ sở, tức là khoảng lớp 7, lớp 8 ấy, thì nó bắt đầu giảng bằng tiếng Pháp rồi. Nó nghe nó hiểu rồi. Tại sao bây giờ học mãi từ cái lúc thậm chí chưa vào mẫu giáo đã bắt đầu học tiếng Anh? Học xong tiến sĩ thì cũng không nói được cái tiếng nào trơn. Cái trình độ gì nó siêu đến cái mức như vậy? Tôi không thể hiểu nổi. Ta dạy cái gì vậy? Dạy cái gì mà đến gọi là kỹ sư về vật lý mà cầm cục pin không biết cực nào cực âm, cục nào cực dương nữa. Cái pin lớn thì biết, mà cái pin đồng hồ không biết. Sao lạ thế? Học rồi không hiểu cái gì cả. Tất cả các nhà khoa học hãy đi ra khỏi tháp ngà, đừng ở trên trời nữa, hãy xuống dưới đất mà nói với người học những gì mà họ đang cần. Tôi rất mê câu nói của sư Giả La Đồ Lê, nói cái đây gần 2000 năm: khoan hãy nói cho chúng sinh những gì chúng ta biết, hãy nói cho chúng sinh những gì họ đang cần, chỉ cho họ những gì họ đang cần chứ. Câu của nhà sư Giả La Đồ Lê đúng là cái câu phản ánh một cái tâm giáo dục rất lớn. Và sau này người Pháp tới họ làm. Đừng có ghét thực dân để quên mất trong thực dân cũng có những người thầy khả kính của chúng ta. Thay luôn toàn bộ cái văn tự đã là khó. Thay luôn toàn bộ cái chương trình giáo dục, nội dung giáo dục. Tất nhiên, cái tính chất thực dân nó chi phối nền giáo dục này. Thậm chí trong đó có không ít những yếu tố phản động. Nhưng hãy loại bỏ cái đó đi. Muốn ăn quả dừa thì phải bỏ cái vỏ đi, rồi lấy cái nước mà uống. Cùi ăn được thì ăn, không ăn được thì bỏ. Chứ người đó mà cạp cái vỏ để chế quả dừa khó ăn thì nó là tại anh chứ đâu phải là tại quả dừa. Đúng không? Làm sao đưa cái miệng mà cạp quả dừa được? Anh muốn tiếp nhận cái tinh hoa của họ thì hãy tìm những gì thực sự là tinh hoa mà học. Vấn đề là anh có phát hiện hay không thôi. Từ đây chúng ta có một loạt các ngành khoa học mới. Như Archaeology, Geography, Ethnography, rồi những Sociology, Anthropology. Một loạt các ngành học mới trong khoa học xã hội. Nhờ người Pháp ta mới biết. Cho nên lên án chủ nghĩa thực dân thì đúng, nhưng là phủ nhận toàn bộ những gì liên quan đến chủ nghĩa thực dân là không đúng. Anh phải học thôi. Ngay cả những người mà ta ghét cay ghét đắng, ghét vào tận tâm, thì bản thân họ vẫn có những điều chúng ta có thể học được ở họ. Có thế thôi. Người giỏi nghĩa là người biết học. Có thế thôi. Người giàu có một tài sản kếch xù là bởi vì họ biết đếm từng đồng tiền nhỏ. Có thế thôi. Học từng chút một. Học không bao giờ ngừng cả. Trên bây giờ mới biết đi học là khó. Tôi chỉ khao khát được đi học. Mà trên bây giờ, nếu mà trời cho đi học, chắc cũng khó rồi tuổi này. Chẳng biết học cái gì nữa đây. Học chắc là
làm thế nào để mà tìm cái sự thanh thản, có chết cũng chết trong thanh thản, có thế thôi. Chứ không nên học cái gì nữa, bây giờ đến tuổi này khó lắm. Nhưng nói vậy, cuộc đời vẫn chỉ cho mình những bài học hay. Đi mỗi nơi, tiếp xúc một chút, thấy nhiều điều lạ lắm. Hình như có hôm tôi đến nói chuyện với doanh nhân. Doanh nhân thì họ rất là tự hào. Họ nói rằng, họ mới là người sáng tạo ra của cải vật chất. Họ là người tiên phong của lịch sử Việt Nam trong kinh doanh buôn bán. Tôi bảo hãy khiêm tốn một chút. Không ai phủ nhận vai trò đó lớn. Nhưng cô biết rằng cách đây hàng ngàn năm người ta đã biết cái này rồi không? Hỏi làm gì có cái đó thầy? Làm sao lại không? Thế chú có biết ngày xưa ở đâu nhiều ruộng nhất không? Không biết. Chùa. Chùa nhiều ruộng, người ta hiến ruộng vào đấy. Vậy thì người ta quản lý sản xuất thế nào để rồi tất cả có hiệu quả? Ngày xưa không ai gọi đó là giám đốc của chùa gì, không ai gọi như vậy cả. Nhưng tri thức, cái đầu óc tổ chức là rất lớn. Thì chú có biết người ta sản xuất cái gì đầu tiên mà đáng nể không? Nó không biết mà. Sản xuất cái nhang ấy. Cái nhang là của Ấn Độ, gốc là từ Ấn Độ, rồi mới truyền bá sang Trung Quốc. Rồi Trung Quốc bắt đầu sản xuất, lúc đầu là chỉ phục vụ cho chùa chiền, cho một số các cái đền miếu, rồi các cái nhà thờ họ, họ cúng trong gia đình bàn thờ gia tiên. Nhưng sau đó rồi họ thấy rằng sản xuất nhỏ họ không được, phải sản xuất lớn. Hay chưa? Và có một ý thầy tu bên Phật, đi học ở đại học ngoài, thân với tôi lắm, lâu rồi. Có hôm cười tủm tỉm, à cái gì thầy? Hắn khoe với thầy, khoe cái gì? Con làm nhang. Hay, để làm nhang sao? Con làm mãi, bây giờ con đủ tiền để học xong là con đi du học. Giỏi. Tôi phải nói rằng, ủa, cái bộ óc này đáng kính thiệt đấy. Có những cái tư duy rất giỏi, vừa rất trong sạch, rất lành mạnh, nhưng cũng rất tài hoa và rất hữu ích. Họ học như vậy đi nhá. Nhiều chuyện đặc biệt lắm đấy. Đừng bao giờ nghĩ mình là nhất. Người nào nghĩ mình là nhất nghĩa là không bao giờ có khả năng đứng trong những cái tốt tiên phong à. Khó lắm. Từ người Pháp sang thay đổi nền giáo dục, tôi phục quá đi. Họ làm được công việc vĩ đại. Và bây giờ chúng ta tiếp nhận cái ảnh hưởng của Pháp không nhỏ đâu. Chỉ với tôi là hay chê nhau trong nền giáo dục vui lắm. Ở miền Bắc thì những người nào học ở Nga về là chê Trung Quốc. Những người nào học ở Nga, ở Trung Quốc về thì chê cái giáo dục cũ là không ra cái hệ thống gì. Ở miền Nam thì người nào học ở Pháp thì chê người học ở Mỹ, người học ở Mỹ thì chê người học ở Pháp. Tóm lại, họ cứ chê nhau. Tối ngày chê nhau. Vấn đề quan trọng là anh có bằng cấp rồi, anh để lại cho đời cái gì? Cho đời cái gì? Chứ còn nếu có bằng cấp không thì thôi, vô nghĩa. Thì đấy là cái nền giáo dục Pháp làm. Và ta hãy nề trọng cái cách làm của họ. Còn cái mà phản ánh cái tư tưởng thực dân, cái âm mưu đồng hóa, âm mưu nô dịch, thì cái đó ta loại nó đi. Cái đó ta bỏ nó đi. Đời cái gì chẳng có những cái độc tố. Không có gì là không có độc tố cả. Vấn đề là ta biết loại bỏ nó đi thôi. Lại bỏ đi là ta sẽ có được cái tốt thôi. Thì đấy là người Pháp đã làm. Nó là chưa kể, Pháp còn để lại nhiều những cái ảnh hưởng đối với xã hội chúng ta. Ví dụ như nghệ thuật kiến trúc chẳng hạn, họ làm hay chứ. Họ làm cái nhà 100 mấy chục năm này vẫn còn
Tơ gan cùng tuế nguyệt ở đấy, không chịu hư. Pháp nó tệ thiệt, làm không chịu hư. Mình làm được cái nhà thì hay lắm. Có nhà đang làm đã sập, đã sập ngay khi đang làm. Hay là như thế. Người Pháp ngày xưa họ làm mấy cái đường ống nước quá giỏi. Ta bây giờ đường ống nước dẫn về Hà Nội lần này lần thứ 19 bị vỡ rồi. Đề nghị là bỏ cái ống nước Trung Quốc. Nói mãi bây giờ mới thủ tướng mới có cái đề nghị là dừng lại. Nhưng mà rồi đồng tiền vẫn làm cho người ta mờ mắt. Người ta lại bắt đầu tìm cách để đưa nó vào thôi. Thế thì đấy là người Pháp đã làm. Thì đó là cái chính sách thống trị của Pháp. Cái nội dung lớn thứ ba của thời đại này là phong trào yêu nước và chống Pháp. Đây là cái nội dung rất lớn. Và chính nhờ nội dung này ta mới giành được độc lập. Nhưng mà thôi, đối với chương trình của các bậc tu hành, tôi nói có chừng mực thôi. Các thầy đọc trong sách là đủ rồi. Chế kịp phong trào yêu nước và chống Pháp thì có mấy cái loại hình sau đây. Thứ nhất là phong trào chịu ảnh hưởng của ngọn cờ tư tưởng phong kiến. Phong trào này hôm trước tôi đã nói rồi, nay không nhắc lại nữa, chỉ nói thêm rằng dư âm của phong trào này vẫn còn kéo dài đến đầu thế kỷ 20. Mà trong đó lớn nhất chính là khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám và khởi nghĩa Duy Tân chịu ảnh hưởng của phong trào của cái ngọn cờ tư tưởng phong kiến là lớn lắm. Thì hai cái này thì tôi nhắc lại và các thầy xem lại cái nội dung của cái bài cũ. Thì đó là cái loại hình thứ nhất. Cái loại hình thứ hai là phong trào chịu ảnh hưởng của ngọn cờ tư tưởng dân chủ tư sản. Ngọn cờ dân chủ tư sản. Thế thì về cái phong trào này, tôi muốn nêu lên mấy vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất là người Pháp không hề truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào nước ta. Nó có nguồn gốc từ phương Tây nhưng không phải do người Pháp truyền tải vào. Không phải. Pháp không làm công việc đó. Vấn đề thứ hai, tư tưởng dân chủ tư sản đã đến nước ta bằng hai con đường vòng. Hai con đường vòng. Đường vòng thứ nhất là đường vòng địa lý. Từ phương Tây nó đến ở Nhật Bản, tạo ra cái Minh Tị Duy Tân. Cái này ghê gớm lắm. Từ Nhật Bản nó truyền đến Trung Quốc. Đúng ra là do các sĩ phu cấp tiến của Trung Quốc tiếp nhận. Họ đã làm khuấy động cái phong trào yêu nước của Trung Quốc đầu thế kỷ 20. Và đặc biệt họ đã làm nên cuộc cách mạng Tân Hợi vĩ đại. Sở dĩ gọi là cuộc cách mạng Tân Hợi vì nó nổ ra năm Tân Hợi 1911. Cuộc cách mạng đã thành công và đã lập nên cái Trung Hoa Dân Quốc. Thì Tôn Giật Tiên là người đứng đầu của chính quyền này. Chúng ta biết rằng trong lịch sử Trung Quốc, như lần trước tôi đã nói, thì họ tôn vinh bốn gọi là tứ đại vĩ nhân, nghĩa là bốn cái nhân vật vĩ đại nhất. Tứ đại vĩ nhân gồm có một Tần Thủy Hoàng, hai Tôn Giật Tiên, ba Mao Trạch Đông, bốn Đặng Tiểu Bình. Tần Thủy Hoàng được coi là người đầu tiên
có công thống nhất Trung Quốc. Đấy là họ nói về thôi. Cho lịch sử Trung Quốc tính đến giờ này chưa hề có một giây nào thống nhất. Chưa? Giờ này hỏi Trung Quốc thống nhất chưa? Chưa. Đài Loan vẫn sờ sờ đấy thôi. Trung Quốc vẫn gọi là Đài Loan là Trung Quốc. Nhưng mà đâu phải. Tôn Nhật Tiên là người làm nên cuộc cách mạng Tân Hợi 1911. Mao Trạch Đông là người làm nên cuộc cách mạng lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Hoa Đại Minh Cung Hợp của thì đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quốc khánh là ngày 1 tháng 10 năm 1949. Ông này vĩ đại lắm, Mao Trạch Đông. Tất nhiên thì sau này ngay người Trung Quốc cũng luận tội Mao Trạch Đông và nói rằng tội nhiều hơn công. Nhưng mà tội giếng biết, người ta vẫn thích hình ông Mao Trạch Đông, nhất là hình in trên đồng tiền. Mê ông Mao Trạch Đông lắm. Mao Trạch Đông trời đất ơi. Tôi đi sang Trung Quốc vui lắm. Người Trung Quốc rất là vui. Họ mời tôi đi xem phim. Phim tài liệu nói về Lưu Thiếu Kỳ đi Đông Nam Á. Mở đầu phim là thấy có ngôi sao, là có hình Mao Trạch Đông, thì tất cả đứng dậy, là cứ bắt đầu hô Mao Trụ Chí, one three, one one three, cứ thế mà hô. Hô một hồi rồi đó, mình có biết phim nó chiếu cái gì, có biết cái gì nữa đâu. Vừa mới thấy xuất hiện hình Lưu Thiếu Kỳ, thế là bắt đầu đứng dậy hô tá tạo Lưu Sao Chí, tá tạo Lưu Sao Chí. Thế là hô nó đã đảo. Không biết phim nó chiếu gì nữa. Trung Quốc hay lắm. Họ rất mê Mao Trạch Đông. Hả nè. Là bởi vì mê cái nhân dân tệ. Nhân dân tệ nhà ai cũng thích. Nó là như thế. Rồi cái nhân vật thứ tư là Đặng Tiểu Bình, được coi là cha đẻ của cái đổi mới. Đặng Tiểu Bình chưa bao giờ đứng đầu đảng hay nhà nước của Trung Quốc, chưa? Nhưng đó là linh hồn của cái cải cách, của đổi mới. Cuộc đời ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh, nhưng rốt cuộc con người này đã lập nên những kỳ tích. Ai đó mà người chưa được cao thì hãy vỗ ngực nói rằng Đặng Tiểu Bình có 1m52 thôi, cao 1m52 mà làm nên những kỳ tích. Đừng tưởng Việt Nam ta có Lê Lợi bé chú làm nên vĩ đại, Trung Quốc thì có Đặng Tiểu Bình có 1m52 nhỏ chú. Thì đấy là những nhân vật vĩ đại. Ta ca ngợi, nó dữ dội lắm. Cái tư tưởng dân chủ tư sản đã tạo nên một cái nhà nước lớn tồn tại từ năm 1911 cho đến năm 1949. 38 năm đâu phải ít. Rồi từ Trung Quốc, tư tưởng dân chủ tư sản này mới được các sĩ phu yêu nước và tiến bộ của Việt Nam tiếp nhận. Nhiều người tiếp nhận, nhưng trong đó có hai nhân vật vĩ đại nhất. Một là Phan Bội Châu, hai là Phan Chu Trinh. Bởi vì hai người chứ không phải nói có một có hai, chống vậy ông cao nhất ông thứ gì đâu, không phải. Hai nhân vật tiêu biểu, đây là hai cái hai cái bản lề của lịch sử, của cánh cửa lịch sử mở ra cái trang rất mới của Việt Nam thế kỷ 20. Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh là hai con người hoàn toàn khác nhau. Thậm chí khác nhau cả trong cái chủ trương cứu nước. Nhưng cả hai đều là đại diện xuất sắc của cái ảnh hưởng tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam. Đó là con đường vòng thứ nhất. Con đường vòng thứ hai là
tư tưởng dân chủ tư sản đến ở Việt Nam khi mà chúng ta chưa hề có giai cấp tư sản. Chưa. Cho nên người tiếp nhận lại là sĩ phu yêu nước và tiến bộ. Thì sĩ phu yêu nước và tiến bộ đó thì chắc chắn không phải là tư sản rồi. Nhưng vì họ yêu nước, họ muốn thực tâm cứu nước, họ tìm thấy trong tư tưởng dân chủ tư sản những yếu tố tích cực, để rồi cuối cùng chính họ là người dương cao ngọn cờ tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam. Thì như vậy là đó là cái vấn đề nói về cái tư tưởng dân chủ tư sản đến ở Việt Nam bằng con đường vòng. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, tư tưởng dân chủ tư sản đến ở Việt Nam mà đặc biệt riêng đối với Phan Bội Châu, từ vì Phan Chu Trinh có ảnh hưởng to lớn và mạnh mẽ của ông, nhưng mà những cái hình hài của phong trào cụ thể thì gắn liền trước hết với ông Phan Bội Châu. Thì chính nói tới tư tưởng dân chủ tư sản mà gắn liền với tên tuổi Phan Bội Châu thì chúng ta thấy có mấy cái tổ chức đã khai sinh ra mấy tổ chức. Một là cái tổ chức Duy Tân Hội, tức là Hội Duy Tân, thành lập năm 1904 ở Quảng Nam, ngay trong nhà ông Tiểu La Nguyễn Thành, cái tên rất là dễ nhớ, đã tiểu nó còn la nữa, Tiểu La Nguyễn Thành. Đó là cái tổ chức đầu tiên. Sau đó tổ chức này đã hết vai trò lịch sử, thay vào đó là tổ chức mới, Việt Nam Quang Phục Hội. Việt Nam Quang Phục Hội, đây là một tổ chức rất rầm rộ, không phải thường đâu. Và khi Việt Nam Quang Phục Hội hết vai trò lịch sử, một cái chính đảng phản ánh sự phát triển của tư tưởng này đã được khai sinh, đó là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Hãy nói cho công bằng rằng Việt Nam Quốc Dân Đảng là chính đảng cách mạng đầu tiên dám xả thân để cứu nước ở Việt Nam. Việt Nam Quốc Dân Đảng là chính đảng đầu tiên, không phải đảng Cộng sản đâu, vì lúc đó đảng Cộng sản chưa ra đời. Và như vậy, đây là một cái đỉnh cao. Việt Nam Quốc Dân Đảng là một đảng rất vinh quang, nhưng tiếc thay, sau cuộc bạo động non tại Yên Bái, tháng 2 năm 1930, Việt Nam Quốc Dân Đảng từ một đảng cách mạng đã trở thành một đảng thỏa hiệp với Pháp. Sau đó, không những thỏa hiệp, mà còn liên kết để rồi cuối cùng làm tay sai cho thực dân Pháp. Đây là bi kịch đau xót của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Lúc nào họ có tội thì ta nói họ có tội, nhưng lúc nào họ có công ta phải nói họ có công. Đời phải công bằng như thế, có thế mới được chứ. Việt Nam ta hay có cái thói quen người có tội không bao giờ có công, mà người có công không bao giờ có tội. Cái đó nó không được đâu. Thì đó là về tổ chức. Tư tưởng này cũng đã tạo ra một loạt các phong trào lớn của Việt Nam. Đó là phong trào gì? Đầu tiên, đó là phong trào Duy Tân. Cần lưu ý rằng Duy Tân vừa là tên của một tổ chức, vừa là tên của một phong trào, lại vừa là tên của một vị hoàng đế. Đế hiệu của một vị hoàng đế. Khéo lại nhầm, phong trào Duy Tân lúc đầu chỉ là một phong trào khởi xướng những cải cách
đổi mới, chẳng hạn như là cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi, vân vân. Nhưng sau đó có cả những hoạt động thậm chí là bạo động như phong trào chống thuế ở Trung Kỳ, thì đó là phong trào Duy Tân. Tôi không muốn nói thêm về phong trào này nữa. Rồi cái phong trào thứ hai là phong trào Đông Du, là sang Nhật và học. Cái này do cái Duy Tân Hội khởi xướng, phong trào Đông Du. Rồi phong trào tiếp theo là Đông Kinh Nghĩa Thục. Đông Kinh Nghĩa Thục, phong trào về giáo dục. Và kế tiếp nữa là những cuộc bạo động, những tấm gương hy sinh vì nước. Và như vậy, tư tưởng dân chủ tư sản có những ảnh hưởng khá mạnh mẽ đối với lịch sử Việt Nam. Hãy công bằng để ghi nhận tên tuổi của những con người chịu ảnh hưởng của phong trào này. Ví dụ, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, giống như Nguyễn Thái Bạch Châu, Phó Đức, vâng, Phó Đức Chính, giống như Phó Đức Phương đó, Phó Đức Phương nhạc sĩ mới đây thôi, Nguyễn Khắc, với các nhiêu nguy hiểm vô cùng, với các nhiêu cô Bắc, cô Giang, vân vân, nhiều nhân vật lắm. Thì đó là đừng bao giờ quên tên tuổi của họ, hãy công bằng như vậy. Thì đó là tư tưởng dân chủ tư sản. Và cái phong trào chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản là rất lớn. Đôi khi những phong trào nhân danh việc này để thể hiện việc khác, chẳng hạn như là đám tang Phan Chu Trinh, chỉ là một đám tang nhưng đã biểu dương được lực lượng yêu nước, hay phong trào ủng hộ Nguyễn An Ninh, rồi đám tang Nguyễn An Ninh ghê gớm lắm. Thì đó là cái phong trào chịu ảnh hưởng của ngọn cờ tư tưởng dân chủ tư sản. Thứ ba là phong trào chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác, của chủ nghĩa Mác. Trước hết, người đầu tiên có công tiếp nhận và quảng bá chủ nghĩa Mác vào Việt Nam là Nguyễn Ái Quốc và Bác Hồ. Nguyễn Ái Quốc, thì đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, chủ nghĩa Mác cũng đến ở Việt Nam bằng con đường vòng, nó không đi thẳng được, bởi vì người Pháp không làm nhiệm vụ quảng bá chủ nghĩa Mác ở Việt Nam. Ai là người tiếp nhận? Nguyễn Ái Quốc. Nhưng đây là tư tưởng của giai cấp vô sản, cho nên những người tiếp nhận đầu tiên mà đại diện xuất sắc là Nguyễn Ái Quốc, không phải là người của giai cấp vô sản. Cho nên chủ nghĩa Mác được tiếp nhận trước hết bởi đội ngũ trí thức tiểu tư sản. Hãy đánh giá đúng cái vai trò của trí thức tiểu tư sản. Họ không phải là người của giai cấp vô sản,
Cho nên ở Việt Nam ta có một cái phong trào đặc biệt gần như chỉ có ở Việt Nam. Đó là phong trào vô sản hóa. Những người này không phải là vô sản. Cho nên bây giờ anh phải tự cải tạo bằng cách là đi vào công trường, xí nghiệp, nhà máy để tự mình cải tạo mình, gần giai cấp công nhân, trộn vào trong công nhân, biến mình thành một cái người công nhân để hiểu giai cấp công nhân. Cũng cần nói thêm rằng lúc bây giờ ta đã có giai cấp vô sản, giai cấp công nhân. Nhưng lúc đầu khi chủ nghĩa Mác truyền bá vào ta thì ta chỉ mới có giai cấp công nhân tự phát mà chưa có giai cấp công nhân tự giác. Vì chưa có giai cấp công nhân tự giác cho nên rõ ràng giai cấp này chưa nhận thức được cái sứ mạng chính trị của mình. Bởi vậy ta có một cái đặc biệt là gì? Sau bao nhiêu năm xa Việt Nam, xa phương Đông, Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác, về Trung Quốc với tư cách là một người cộng sản có tầm vóc quốc tế. Nhưng Nguyễn Ái Quốc không thành lập Đảng Cộng sản. Đây là cái điểm đặc biệt kỳ diệu của ông Nguyễn Ái Quốc. Đáng lẽ phải kỷ luật ông ấy. Ông này là người của Cộng sản quốc tế mà về không lập Đảng Cộng sản, mà lập ra Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Một tổ chức mang tính chuẩn bị, mang tính trung gian, mang tính tiền thân. Đành rằng cái lõi của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội là Cộng sản đoàn, nhưng cái lõi chỉ là cái lõi, chứ không phải là tất cả. Lập ra tổ chức này, tức là lập ra một tổ chức mang tính chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng ở giai đoạn sau. Nguyễn Ái Quốc xa quê hương rất lâu, nhưng vẫn không quên, mà quan trọng hơn, tỏ rõ sự hiểu biết về quê hương một cách rất sâu sắc. Rất sâu sắc. Có người sống trên đất nước ta mà chẳng hiểu vì gì về ta cả. Cái đó không được đâu. Sống trên đất nước mà không hiểu gì về đất nước. Như vừa rồi, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói rằng dân ta ăn thực phẩm an toàn. Mời ông ăn đi, để ông biết. Mà đấy là ông ăn, ăn nhà hàng đấy. Đến chỗ công nhân ăn xem. Tôi đã từng đến những ngôi chợ của công nhân. Ở đó, món cao nhất, giá trị nhất là cá khô và trứng. Mà con cá khô nó mốc rồi. Thỉnh thoảng có cái thịt ôi thối đưa về để nó bán. Công nhân biết thừa là không có tốt lành gì, nhưng họ buộc phải ăn. Không ăn thì chết mà chết ngay. Còn ăn thì có thể chết mà chết từ từ. Thế nên thà chết từ từ giống để chết ngay. Cho nó đúng. Phải hiểu dân. Chả không hiểu không được đâu. Thì đấy là ông Nguyễn Ái Quốc đi, nhưng vẫn hiểu rằng Việt Nam chưa có giai cấp công nhân tự giác, cho nên chưa thể thành lập ngay Đảng Cộng sản, mà lập ra cái tổ chức mang tính tiền thân này. Quá giỏi. Lập ra cái đó. Và về sau, cùng với sự biến đổi không ngừng của cái kết cấu xã hội, tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội cũng phân hóa. Và cuối cùng thành ra ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn và An Nam Cộng sản Đảng. Một quốc gia, một kẻ thù, một sứ mạng chính trị thì không thể nào đồng thời có ba tổ chức chính đảng được. Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất lại. Nhưng thành lập là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một nhận thức cực
kỳ sâu sắc của Nguyễn Ái Quốc. Nhưng Nguyễn Ái Quốc bị phản đối. Họ nói rằng phải thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương cơ. Nguyễn Ái Quốc nói rằng tinh thần đoàn kết quốc tế là thiêng liêng, là cao cả, và không một người cộng sản nào được phép quên. Nhưng mỗi dân tộc phải nhận thức cho được cái sứ mạng của dân tộc mình. Trên có đảng đầu tiên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ta phản đối Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc bảo lưu ý kiến. Và đến tháng 10 năm 1930 thì Nguyễn Ái Quốc thua. Người ta đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Thì Nguyễn Ái Quốc rất nghiêm túc chấp hành cái đa số. Nhưng rõ ràng đa số đó không phải lúc nào cũng đúng đâu. Nếu đa số mà đúng thì nguy hiểm. Nếu nhân loại này bỏ phiếu thì chắc chắn người chứng minh ra rằng trái đất quay chung quanh mình nó và quay chung quanh mặt trời là sai. Nhưng oái oăm thay, một người duy nhất ấy lại là người đúng á. Trong khoa học, thái độ thấp hèn nhất là thái độ ăn theo đa số. Đó là thái độ thấp hèn nhất. Thái độ đáng kính nhất là thái độ xây dựng, bảo vệ được ý kiến khoa học của mình. Miễn anh bảo vệ được thì thôi. Có thế thôi. Không phải đúng ra anh cần biết. Mà phải thấy mình đúng. Bảo vệ là bảo thấy mình đúng. Chứ đúng ra anh cần biết thì nguy. Tôi rất thích là Thái tử Tất Đạt Đa có cái luận thuyết của mình. Viết ít, nói ít. Nhưng cũng lập tức có lục đại học phái phản đối. Thì cũng lập tức có lục đại học phái ủng hộ. Và kết quả, Thích Ca Mâu Ni là Thích Ca Mâu Ni. Không thể nào phủ nhận được. Phải có cuộc đấu tranh thế mới được chứ. Thế thì sau đó thì Đảng Cộng sản ra đời. Từ đây trở đi, nói yêu nước là nói đi theo chủ nghĩa cộng sản, không thể nào nói khác được. Từ đây trở đi, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chứng tỏ được cái vai trò tiên phong cách mạng của mình. Hãy nói một cách công bằng, song phẳng, những người cộng sản đầu tiên đều là những tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Họ vào đảng không phải để nhận bất cứ một thứ quyền lợi nào, dù là vật chất hay tinh thần. Họ chỉ nhận lấy cái chết, và quả thật họ đã chết một cách vinh quang. Chúng ta hãy nghiêng mình bày tỏ sự kính trọng đối với Nguyễn Ái Quốc. Nói Việt Nam thanh niên thì đúng là thanh niên, thậm chí là vị thanh niên. Một niềm tin mãnh liệt và sâu sắc ở tuổi trẻ. Điều mà bây giờ ít quá. Tôi nghe nói bầu trung ương có những đồng chí rất trẻ, mới 40 tuổi. 40 tuổi mà trẻ cái gì ở trời. Tổng bí thư đầu tiên của đảng chúng ta toàn hai mấy tuổi không? Những người đi theo Nguyễn Ái Quốc đầu tiên mới có mười mấy tuổi không? Niềm tin mãnh liệt và sâu sắc. Hãy quan sát các bà mẹ. Các bà cho con tập đi. Con té một cái con chưa đau mẹ đã khóc. Lớn lên con tập xe đạp. Đi té một cái. Con chưa đau mẹ đã khóc ré lên rồi. Những người mẹ đẻ ra những người con của những năm đầu thế kỷ 20, họ cũng yêu con như tất cả những bà mẹ khác. Nhưng họ đã giao máu thịt của mình cho Nguyễn Ái Quốc. Vì tin rằng đi theo con người đó là đi theo cái lẽ phải, đi theo chân lý. Hãy đánh giá cho công bằng đối với những người cộng sản này. Về sau có những kẻ nhân danh đảng để hủy hoại thanh danh đảng, thành kẻ tham nhũng sâu mọt của đất nước, chúng ta quyết không tha. Nhưng đừng vì những kẻ đó mà đánh giá sai những người cộng sản đầu tiên. Cái đó không nên. Hãy nói cho công bằng, họ là người như thế nào. Mỗi lần tôi đứng trước những cái nghĩa trang liệt sĩ lớn, tôi cảm thấy mình bé nhỏ và xấu hổ.
bởi vì những con người này họ vĩ đại quá. Họ nằm đây để mình được hưởng cái bầu khí này. Họ vĩ đại chứ. Từ đây trở đi, những người cộng sản đã lập nên không biết bao nhiêu những kỳ tích. Nhưng tôi muốn nói rằng, sách sử của chúng ta đã viết không đúng. Viết rằng đảng thành lập và có 3 cao trào, cao trào 30, 31, cao trào 36, 39, cao trào 39, 45. Học trò học thuộc những con vẹt cuối cùng đi thi 10 điểm. Nhưng đến khi nó ngồi nghĩ lại, thì nó thấy rằng, ủa, sao kỳ thế? Cao trào 30, 31, đúng. Nhưng cao trào 36, 39 ở đâu ra? Muốn có cao trào của đảng, thì phải có người của đảng đứng ra lãnh đạo. Mà muốn lãnh đạo thì ai là người đã khôi phục lại cái phong trào bị dìm trong biển máu sau đàn áp của Pháp 1930-1931? Ai? Đừng vì một chút hẹp hòi rồi quên đi tên tuổi những con người vĩ đại. Đó là Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ta có nhắc tới Hà Huy Tập, nhưng mà không chịu nhắc đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ta bầu ra chứ. Đó là Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người đứng đầu tổ chức của đảng ở hải ngoại. Trong ngoài kết hợp, nội công ngoại kích mới có được cái cao trào này. Nếu chúng ta giải thích không khéo, học trò nói rằng hình như là mặt trận bình dân Pháp thấy thương tình, nó rút trong túi ra tặng chúng ta cái cao trào 36-39. Không đúng đâu. Hãy nói cho thật công minh. Là người tham gia biên soạn chính sử cách đây cũng 20 mấy năm, tôi quyết liệt phản đối điều này, đề nghị khai phục lại vị trí của họ. Và quả thật bây giờ chính sử của chúng ta đã ghi rất rõ, đó là những tổng bí thư của đảng. Thì có người đề nghị là lấy hình của họ in thành tem thư. Tôi phản đối đến cùng. Mọi người nói ông này lạ thì lắm điều quá đấy. Không phải tổng bí thư thì ông nói cho được là tổng bí thư. Được rồi, ta in hình trang trọng thế để phản đối là thế nào? Bà đang in ở đâu thì in, đừng in trên tem. Vì cái tem của chúng ta phía sau là có hồ sẵn. Muốn dán thì nhổ nước bọt vào đấy, đập 3 đấm vào mặt. Ra ngoài bưu điện nó lấy búa, đập cho một cái vào mặt đen thui nữa. Hình tôi còn không cho, đừng nói tỉnh tổng bí thư. Đúng không? In hình vào tem nghĩa là được nhổ nước bọt đấm 3 đấm rồi sau đó còn cho một búa vào mặt nữa. Vẻ vang cái nỗi gì? Đây là văn hóa. Văn hóa mà. Anh phải ứng xử cho nó đúng. Từ cách nói năng, cách xưng hô đến cách trưng bày. Phải thận trọng, chứ không được bừa bãi. Cao trào 36-39 rồi, cao trào 39-45, đúng không? Không. Học trò mà học để thi đấy, học như con vẹt, thì nó thuộc ngay à. Nhưng sau đó ngồi nó nghĩ lại, ủa, nói cao trào 39-45, chứ làm gì có cái 39-45? Chỉ có nghị quyết 6, nghị quyết 7, nghị quyết 8, thì đúng là 39-40-41. Sau đó, cụ Hồ bị Tưởng Dế Thạch bắt. 42-43 ở đâu hả giời? Không có. Rồi mới bắt đầu có 44-45. Mà như vậy là không đúng. Hãy nói cho rõ, ai là người đã có công khai phục? Ai là người đã có công lấp kín cái hố trống này? Phải nói cho đầy đủ chứ. Bây giờ ta bắt đầu nói cho đầy đủ. Những con người mà đôi khi một vài cái tính cách khiến cho người ta không ưa, anh ưa không ưa kệ anh, nhưng mà công lao là công lao, có thế thôi. Nói cho đúng. Và cuối cùng, chỉ chính nhờ Đảng Cộng sản chúng ta có cuộc cách mạng tháng 8 1945. Đây là sự kiện trọng đại kết thúc cái thời kỳ cận đại của Việt Nam và bắt đầu cái lịch sử hiện đại của Việt Nam. Nhưng không phải ai cũng thừa nhận cuộc cách mạng này. Tôi có tiếp xúc với một giáo sư tiến sĩ người Úc nhưng sống ở Mỹ. Đó là ông David Ma. David Ma là tác giả của một quyển sách dày trên 600 trang, in rất đẹp.
xuất bản năm 1995, mà sau đó thì ông sang Việt Nam mà tôi có gặp ông, trao đổi trực tiếp với ông. Quyển sách của David Barr là gì ạ? Vietnam 1945, The Quest for Power. Vietnam 1945, cuộc tìm kiếm quyền lực. Và theo David Barr thì ông nói rằng Việt Nam không hề có cuộc cách mạng tháng 8. Chỉ có năm 1945 là cái năm quan trọng nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nguyên văn của David Barr là gì? 1945, it was the fourth year in Vietnam modern story. Chứ không có cách mạng tháng 8. Tôi có trao đổi với David Barr và nói rằng tôi và ông, mỗi người tiếp nhận một hệ thống phương pháp luật khác nhau. Cái methodology là hoàn toàn khác nhau. Vậy thì kết luận của ông và của tôi có thể khác nhau, đều là bình thường. Nhưng kết luận gì thì kết luận phải phản ánh cho được cái thực tiễn lúc bây giờ, rằng trước tháng 8 1945, một tên lính quen của Pháp với một khẩu súng quen của Pháp có thể khống chế cả một vùng rộng lớn của Việt Nam. Nhưng từ tháng 8 1945, người Việt Nam đứng dậy lật nhào toàn bộ cái chính quyền của Pháp, lật nhào toàn bộ chính quyền của phong kiến, và họ cầm lấy chính quyền, cầm hơi vụng dại một chút, nhưng rõ ràng họ đã cầm và quyết cầm, và họ đã cầm được. David Ma nói rằng tôi chưa từng có một cuộc trao đổi nào thẳng thắn như là trao đổi với ông. David Ma nói rằng làm nên năm trọng đại 1945 là công lao của nhiều nhóm chính trị, trong đó cộng sản chỉ là một nhóm nhỏ. Tôi bảo rằng điều ấy đúng, nhưng không chính xác. Đúng là bởi cộng sản là một nhóm nhỏ, rất nhỏ, nhưng vấn đề quan trọng không phải là lớn hay nhỏ, mà là vị trí của nhóm đó. David Ma cười nói rằng, đã nhỏ còn đòi vị trí cái gì? Tôi nói rằng, tôi nặng 84kg, từ ấy giờ tôi vẫn 84kg, không thay đổi. Nhưng cái óc của tôi đứng yếu. Chỉ cần trước nhà một chút thì tôi không còn là tôi nữa. Tồn tại thực vật đã là may rồi. Vị trí quan trọng chứ sao lại không? Cho nên, người Pháp đã quyết diệt Việt Minh. Bất kể Việt Minh có phải là cộng sản hay không. Và sau này người Mỹ cũng chỉ là một học trò tội nghiệp của người Pháp. Và hãy giết, mà muốn giết thì quy cho đó cái tội cộng sản. Bất kể có phải cộng sản hay không. David Ma đến đây thì tự ái nói rằng, ông ấy cho tôi một ví dụ. Người Mỹ đã giết ai? Không phải là cộng sản. Thế bảo, ủa? Sao phải hỏi tôi câu này? Một đứa trẻ nó còn biết cơ mà. Nguyễn Văn Trỗi có phải là cộng sản không? Không. Hồi đó đến cái tên còn nhầm. Nguyễn Tố Hữu còn làm thơ đấy. Nguyễn Văn Trỗi mà. Nguyễn Văn Trỗi, anh đã chết rồi. Anh còn sống mãi. Chết như sống anh hùng vĩ đại. Hỡi người con đã khép chặt đôi môi, tiếng anh hô, hãy nhớ lấy lời tôi, đã đạo đế quốc Mỹ, đã đạo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Trước khi ra đi, anh gọi bác mấy lần nữa, ba lần phải không? Không có phải cộng sản đâu. Vậy ủa, Nguyễn Văn Trỗi không phải đảng viên, chứ sao nữa? Một lần nữa, David Ma nói rằng, chưa có ai thẳng thắn như khi chúng tôi trao đổi với người Việt Nam. Thế bảo có thế mới thành Việt Nam. Thế thôi. Hãy đánh giá cho đúng cuộc cách mạng tháng 8. Ai cũng ưa nhận công lao về mình. Nhưng hãy dành công lao cho những người đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng này. Những con người đó có thể kiến thức lĩnh vực này, lĩnh vực đó họ kém. Nhưng chắc chắn ý thức trách nhiệm đối với quốc gia, đối với dân tộc thì rất lớn. Họ ứng dụng một cách thiên tài tất cả những gì là chủ trương của Đảng Cộng sản để làm nên cuộc cách mạng. Về sau ai đó sai thì đó là chuyện của về sau. Nhưng lúc bây giờ hãy kính trọng những con người này. Họ không có lý luận đâu. Lý luận họ dở lắm. Hả nè. Mà đừng nói hồi đó, sau này cũng vậy thôi. Theo này như hôm trước tôi đã kể, trời đất ơi, cán bộ đi học còn phản đối giáo sư.
tôi đi nghỉ giáo sư. Nói là nói thẳng, nói thật, nó có địa chỉ. Mắc nào nói thẳng một mắc, chứ cái các mắc tôi biết mắc nào. Trời đất ơi. Vậy. Tôi tưởng thế là hết. Một cán bộ cao cấp, tôi đi nói chuyện năm 1985. Nói chuyện với Lê Lợi nhân kỷ niệm 600 năm sinh của Lê Lợi. Lê Lợi sinh năm 1385. Cho nên đến 1985 là 600 năm kỷ niệm. Ôi, ông cán bộ hay lắm. Ôi giời, cảm ơn thầy. Tôi rất là nể trọng thầy. Mà tôi cũng rất yêu kính lịch sử. Hồi nhỏ là tôi đi học bốn lịch sử tôi giỏi lắm. Bây giờ tôi phải đi học. Bởi vậy cho nên là tôi chỉ tiếp thầy uống nước xong rồi tôi xin phép tôi đi. Rất lịch sử hay lắm. Nhưng mà bây giờ tôi xin phép hỏi thầy một câu. Trên liệt sĩ Lê Lợi hy sinh trong tình huống nào? Ông tự nhận mình là người giỏi sự. Ông chê tuổi trẻ hết đủ kiểu. Nhưng rốt cuộc ông là như vậy. Đại khái là như thế. Và tôi là người trực tiếp chứng kiến. Đại rất này. Đã lắm. Cho nên hãy nói về những người cộng sản giai đoạn này. Họ học vấn không có bao nhiêu trên. Không bao nhiêu. Thậm chí còn mù chữ nữa. Trời đất ơi. Không phải năm 45 mà sau năm 45. Tôi trong chiến khu chống Pháp. Thấy bên tôi đó là ở bên lán bên này tôi có phần sự gì. Bên kia đại hội chi bộ. Trước đó trang trí tôi vào tôi xem. Có cờ đảng. Có ảnh Hồ Chủ tịch. Có ảnh Lenin. Ảnh Stalin. Ảnh Các Mác. Trời đất ơi. Các Mác, Engel, Lenin. Ba người. Tôi nằm bên này nghe nó vào. Hộ. Đáng kỳ. Chào. Mọi người chào. Chân dung lãnh tụ. Chào. Mọi người chào. Ba ông Tây phe ta. Chào. Trời đất ơi. Mác, Engel, Lenin. Là ba ông Tây phe ta mà. Trời đất ơi. Không. Chẳng cần nhiệt hơn. Khen Lenin hết lời. Đồng chí Lenin là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản. Đồng chí suy nghĩ đến xoáy cả đầu. Vì cách mạng suy nghĩ xoáy cả đầu. Vì ông này nó hói mà. Để đất ơi. Như vậy. Tóm lại như vậy. Nhưng đừng cười họ. Bởi đó là những tấm gương trung kiên. Đó là những nhà ứng dụng xuất sắc. Hãy kính trọng họ. Và sau đó điều quan trọng nhất. Đến giờ ngọ.